Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo của VTV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ ba, 28 tháng 5 năm 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là một tin khá tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đó là Ngân hàng Thế giới World Bank vừa với đề xuất là sẵn sàng cho Việt Nam vay 11 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới để làm các cái dự án lớn về cơ sở hạ tầng như là đường sắt đô thị, năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái đề xuất này được đưa ra khi mà Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều hôm qua 27 tháng 5. Và những năm qua thì World Bank cũng đã tài trợ cho Việt Nam là khoảng 25 tỷ Mỹ Kim cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Và với đề xuất mới thì như vậy là cái khoản vay của Việt Nam tại Ngân hàng Thế giới có thể lên tới 36 tỷ Mỹ Kim. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn là các cái khoản vay mới thì Việt Nam sẽ được hưởng những cái lãi suất ưu đãi để dành đầu tư cho những cái dự án lớn có tính chất xoay chuyển tình thế như là các cái tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội, đoạn Văn Cao, Láng Hòa Lạc hay là đường sắt giữa Sài Gòn và Cần Thơ, hay các dự án năng lượng sạch, hay là cả cái đề án trồng 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Và ông cũng giao cho một phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo kiểm soát tiến độ dự án hàng tháng và hàng quý để làm sao mà cho các cái dự án này có những cái hiệu quả cụ thể. Và Phó Chủ tịch World Bank cũng đồng tình với việc là cái dòng vốn mới là nên hướng vào các cái dự án lớn có tính lan tỏa cao. Đặc biệt cũng ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam trong việc thành lập những cái tổ công tác để rà soát xử lý những khó khăn trong việc mà triển khai các cái dự án đang hưởng các cái nguồn vay của World Bank. Trong khi đó thì một công ty khởi nghiệp của tỷ phú Elon Musk vừa đạt được một cái thành công chưa từng có, đó là thu hút được 6 tỷ tiền đầu tư, và đây là một cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Điều này cũng cho thấy là những cái nhà đầu tư vẫn tiếp tục đặt rất nhiều kỳ vọng vào công nghệ mới AI này sau khi vào cuối năm 2022 khi mà OpenAI ra mắt ChatGPT là một trong những cái ứng dụng vô cùng thông minh mà người dùng đã rất là hài lòng. Và cũng kể từ đó thì tất cả những cái dự án, những công trình liên quan đến AI hầu như đều được quan tâm và chú ý. Và cũng để đáp ứng với nhu cầu này thì tỷ phú Elon Musk, một người kinh doanh rất là tài giỏi, đã nhìn thấy được một cái thị trường và ông đã mở một công ty có tên gọi là xAI. XAI là giống như là mạng xã hội X của ông. XAI được định giá lên đến 24 tỷ đô la sau khi đã có thêm 6 tỷ đô la trong vòng gọi vốn mới nhất. Và các nhà đầu tư nổi bật trong vòng gọi vốn lần này là những người giống như là hoàng tử Ả Rập Saudi hoặc là những cái công ty lớn là công ty Research Company và công ty Silco Capital. Đây là tất cả những công ty có quy mô khá lớn tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và những công ty này hy vọng là họ, cái màn đặt cược của họ sẽ đem tới nhiều lợi nhuận hơn khi mà xAI có thể có thêm những cái phát minh mới và sẽ đưa ra những cái sản phẩm đầu tiên vào thị trường vào trong năm tới. Ngoài ra thì xAI cũng đã được tỷ phú Elon Musk thành lập vào tháng 7/2023, có nghĩa là rất mới, chỉ thành lập chưa đầy một năm mà vốn đã lên đến 24 tỷ đô la nhằm mục đích là cạnh tranh trực tiếp với hai công ty sừng sỏ trước đây là công ty OpenAI sau khi họ đã thành công ra mắt ứng dụng ChatGPT, và công ty thứ nhì là công ty Microsoft. Chúng ta không biết là cái cuộc đấu này nó sẽ đi về đâu, nhưng với việc kêu gọi vốn thành công trong vòng trong mấy ngày vừa qua, điều này cũng cho thấy xAI của tỷ phú Elon Musk đang gây được tiếng vang và đang có một cái chỗ đứng
khá là vững chắc đối với các nhà đầu tư. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng thì trên thế giới có một cái hội nghị mang tên là đối thoại Shangri-La. Thì cái hội nghị này thì được tổ chức thường niên từ năm 2002 đến nay với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng hay là chuyên gia về quốc phòng hay an ninh từ khắp các nơi trên thế giới, từ châu Á, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông cũng đều tham dự. Và hội nghị năm nay thì dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, cũng chủ yếu bàn về những cái vấn đề an ninh cấp bách của khu vực và thế giới mà các nước đang phải đối mặt. Tuy nhiên, có một sự kiện đang thu hút nhiều sự chú ý hơn tại hội nghị này, đó là cái cuộc hội đàm trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc, Đồng Quân. Và người ta chú ý vì là liên quan đến vấn đề Đài Loan, khi mà quân đội Trung Quốc cũng vừa kết thúc một cái cuộc tập trận được cho là để trừng phạt Đài Loan, khi mà chỉ 3 ngày sau khi mà Tổng thống mới của Đài Loan là ông Lại Thanh Đức nhậm chức. Đài Loan thì được Mỹ ủng hộ nên người ta muốn xem sắp tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Trung Quốc gặp nhau sẽ nói gì. Tuy nhiên, do căng thẳng trên eo biển Đài Loan gia tăng như vậy mà mấy ngày qua cũng có nhiều đồn đoán rằng là cái cuộc gặp cấp cao quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bị hoãn lại. Mà một quan chức trả lời cái hãng tin Reuters của Anh Quốc nói với điều kiện ẩn danh rằng là mặc dù cái cuộc gặp quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng sẽ bị thay đổi vào phút chót, tức là bị hủy. Được biết là ông Austin và ông Đồng thì cũng đã từng có một cái cuộc điện đàm hồi tháng 4, và đó là cái cuộc điện đàm lần đầu tiên trong vòng một năm qua. Nhưng mà hai bên cũng nêu những cái quan điểm không ăn nhập gì nhau, nhất là liên quan đến vấn đề Biển Đông hay vấn đề Đài Loan, mặc dù hai nước cũng đang tìm cách để phục hồi mối quan hệ quân sự song phương. Như tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc vào hôm qua 27 tháng 5 thì cũng dẫn lời một quan chức chuyên gia cho rằng là tại đối thoại Shangri-La lần này thì cũng như các cuộc gặp riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với các nước thì cũng không tránh khỏi những cái màn đối đáp gay gắt về những cái lập trường quan điểm của Trung Quốc với các nước trong cái vấn đề Đài Loan hay ở Biển Đông. Năm ngoái 2023 thì đối thoại Shangri-La cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc cũng xuống đến mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và ông Lý Thượng Phúc lúc bấy giờ là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc cũng đã gặp ông Austin trong khuôn khổ sự kiện, nhưng mà hai người chỉ có bắt tay chứ không có đàm phán riêng biệt. Và chỉ tại các cuộc họp chung thì lãnh đạo quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc cũng đã có những cái lời qua tiếng lại cũng khá gay gắt về các vấn đề. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì tờ Financial Times đã loan báo là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin sau khi kết thúc cái đợt làm việc tại đối thoại Shangri-La thì ông sẽ lên đường sang Campuchia. Đây cũng là lần đầu tiên mà ông Lloyd Austin đến Campuchia kể từ sau khi tân thủ tướng là ông Hun Manet chính thức nhậm chức vào tháng 8 năm 2023 vừa qua. Chuyến đi sau cùng của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Campuchia là khi ông tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong khối ASEAN vào lần thứ 9. Vào thời điểm đó thì về phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã tham dự hội nghị. Trở lại với chuyến viếng thăm Campuchia lần này, theo đánh giá của tờ Financial Times, thì Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mang theo hy vọng là tân thủ tướng Hun Manet, một người được đào tạo rất là bài bản tại Mỹ, sẽ không để Campuchia ngã vào tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Lý do mà ông Lloyd Austin có vẻ tự tin gây ảnh hưởng được đối với tân thủ tướng của Campuchia là bởi vì cả hai người này cùng tốt nghiệp tại Học viện Quân sự danh giá nhất Hoa Kỳ, đó là West Point. Tuy nhiên, cách nhau đến 24 năm, bởi vì ông Lloyd Austin tốt nghiệp vào năm 1975, trong khi ông Hun Manet thì đã tốt nghiệp vào năm 1999, có nghĩa là 24 năm sau đó. Phần nguyên nhân cốt lõi đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng phải đến Campuchia sau khi tham dự chiến lược Shangri-La. Lý do là bởi vì trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ rất quan ngại về khả năng Trung Quốc và Campuchia có những thỏa thuận bí mật liên quan đến quân cảng Crimea có vị trí chiến lược quan trọng tại Vịnh Thái Lan. Bởi vì vào ngày 18 tháng 4,
2024, thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có tên gọi là CSIS đặt trụ sở tại Washington DC đã có những hình ảnh vệ tinh, qua đó cho thấy những tàu hải quân của Trung Quốc đã neo đậu tại căn cứ Crimea trong hơn 4 tháng. Đây là một bến tàu hoàn toàn mới do Trung Quốc tài trợ và vừa được hoàn tất vào năm ngoái 2023. Điều này đã làm dấy lên quan ngại về sự hiện diện quân sự một cách thường trực của Bắc Kinh tại hải cảng này. Và đó là lý do vì sao mà ông Lloyd Austin đã quyết định sẽ tới Campuchia hội đàm cùng tân thủ tướng vào ngày 4 tháng 6 sắp tới. Tuy nhiên, các giới quan sát cho rằng chuyến viếng thăm lần này sẽ không thuận lợi hoàn toàn. Lý do là bởi vì trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần chỉ trích về hồ sơ nhân quyền tại Campuchia và những cái lời chống đối qua lại cũng đã không làm hài lòng chính phủ của cựu thủ tướng Campuchia trước đây, là có nghĩa là ông cha của đương kim thủ tướng hiện tại. Ngoài ra thì Trung Quốc và Campuchia hiện nay còn đang tiến hành một cuộc tập trận rồng vàng lần thứ 16 kéo dài từ ngày 16 tây tháng 5 cho đến ngày 31 tây tháng 5. Điều này cho thấy là quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia thực sự rất là khăng khít, và chỉ với sự xuất hiện của Bộ trưởng Lloyd Austin chưa chắc gì đã can thiệp hoặc là đã giải quyết được tình hình hiện tại để mà có thể kéo Campuchia ngã về phía Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không rõ thì đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần này thì các nước có tìm được giải pháp cho một cái cuộc xung đột đang rất nóng hiện nay, đó là cuộc xung đột ở giải Gaza do Israel tiến hành. Tuy nhiên thì cuộc xung đột này vẫn tiếp tục ngày một leo thang khi mà Israel cũng đã tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza, khiến cho rất nhiều dân thường thiệt mạng. Đặc biệt là Israel hiện nay đang bị nhiều nước hay là tổ chức quốc tế lên án, khi mà vào đêm hôm 26 tháng 5 vừa rồi thì quân đội Israel cũng đã không kích vào thành phố Rafah và dẫn đến vụ hỏa hoạn gây cháy một cái khu lều trại của những người chạy tị nạn, khiến cho 45 thường dân vô tội bị thiệt mạng. Ngay bản thân Israel cũng cho biết là đang tiến hành điều tra cái bi kịch này và thừa nhận hậu quả gây ra cho dân thường do cái vụ tấn công nhầm này. Và quân đội Israel cũng cho biết là cuộc tấn công tại khu vực phía nam của thành phố Rafah đã khiến cho hai thành viên cấp cao của lực lượng Hamas thiệt mạng, nhưng mà lại gây ra vụ hỏa hoạn, do lại gây ra cái làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Ngay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cũng cho rằng là hiện nay như vậy không còn chỗ nào an toàn ở giải Gaza cho người dân Palestine trú ngụ, và điều khủng khiếp này cần phải dừng lại. Trong khi đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày hôm nay 28 tháng 5 để thảo luận về vụ việc. Đặc biệt là cuộc tấn công mới đã dẫn đến sự phản đối từ chính Ai Cập hay là Qatar, hai nước vốn đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực khôi phục hòa bình ở Gaza cũng như nhiều nước trong khu vực. Và Chủ tịch Liên minh châu Phi cũng đã cáo buộc là Israel như vậy là tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế, khinh thường phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế hai ngày trước về việc Israel là phải chấm dứt các cái hành động leo thang quân sự ở thành phố Rafah. Và người đứng đầu cho chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu là ông Joseph Borrell cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel khiến hàng chục người di tản bị thiệt mạng, trong đó có cả trẻ nhỏ. Hay Mỹ, một đồng minh thân cận của Israel, cũng không đứng yên khi mà chính phủ Mỹ cũng cho biết là chính phủ Israel cũng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân khi mà tấn công vào Rafah. Còn về phía Pháp thì Tổng thống Macron cũng viết trên mạng xã hội X rằng là các hoạt động này cần phải dừng lại, đồng thời lo ngại về việc không có khu vực nào ở Rafah là an toàn cho người dân Palestine. Trong khi đó thì tại Thái Lan, như chúng tôi cũng đã loan vào ngày 23 tây tháng 5 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã thụ lý đơn yêu cầu miễn nhiệm chức vụ thủ tướng của ông Sira vì lý do ông đã bổ nhiệm một cựu luật sư có tiền án để làm bộ trưởng trong văn phòng chính phủ. Và người luật sư này chính là bạn của thủ tướng Sira. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại thì vị luật sư là ông Chuben cũng đã từ chức, tuy nhiên việc bãi nhiệm vẫn tiếp tục diễn ra. Và đây là một động thái theo lời các chuyên gia và cũng đã được đăng tải trên tờ Bangkok Post vào ngày 27 tây tháng 5. Thì với việc 40
nghị sĩ tại Thái Lan đồng đệ đơn lên tòa án hiến pháp yêu cầu điều tra đạo đức đối với Thủ tướng Sirathavinchin là một hành động nhằm cảnh cáo đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi ông này thể hiện quyền lực của mình. Và chắc chắn đây chúng ta sẽ còn thấy rất nhiều những cái căng thẳng trong chính trường Thái Lan và không rõ là Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Ngoài ra thì ngày hôm nay cũng có một thông tin cho thấy là một nghị sĩ thuộc đảng Move Forward, đây là một trong những đảng đã chiến thắng nhiều ghế tại quốc hội nhất trong cuộc bầu cử vào năm ngoái, nhưng không đủ điều kiện để thành lập chính phủ vì những tranh cãi liên quan đến hoạt động của đảng Move Forward này. Thì một nghị sĩ trong đảng này đã là bà Jean Ray vừa bị kết án 2 năm tù vì tội khi quân vì những bài phát biểu khi bà tham gia một cuộc biểu tình vào năm 2021. Tuy nhiên, mức án này đã được giảm bởi vì mức án nguyên thủy là 3 năm. Mặc dù vậy, tòa án nhận thấy bà đã có những cái thái độ hợp tác khá là tích cực, vì vậy đã giảm 1 năm xuống chỉ còn 2 năm mà thôi. Trong năm 2021, thì nghị sĩ Jean Ray này đã tham gia biểu tình yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. Bà cũng khẳng định không có ý định xúc phạm chế độ quân chủ mà chỉ muốn chỉ ra những việc áp dụng luật khi quân dưới thời cựu thủ tướng Prayut Chan-o-cha là có vấn đề, và vì vậy mà bản án cũng đã được xác nhận. Ngoài ra thì trước đó lãnh tụ của đảng Move Forward cũng đã một vài lần bị đe dọa là sẽ bị tố cáo tội khi quân khi ông đã tuyên bố là sẽ sửa đổi điều 112 trong bộ luật hình sự liên quan đến luật khi quân nếu đảng Move Forward nắm chính quyền. Và đây là yếu tố theo đánh giá của các chuyên gia đã khiến cho lãnh tụ của đảng Move Forward là một thanh niên rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi mà thôi, đã liên tục gặp nhiều khó khăn và sau cùng cũng đã từ bỏ cái con đường chính trị của mình. Vâng, còn tại Mỹ Latin, thưa quý vị và các bạn, vào Chủ nhật này mùng 2 tháng 9 thì người dân Mexico sẽ đi bầu tổng thống nhiệm kỳ mới. Hiện nay thì đang có hai ứng cử viên hàng đầu đều là phụ nữ. Do vậy mà người ta cũng đang gần như chắc chắn rằng là đất nước 129 triệu dân này sẽ chuẩn bị có nữ tổng thống mới. Và đây cũng sẽ là điều làm nên lịch sử. Mà theo kết quả khảo sát hiện nay thì bà Claudia Sheinbaum, 61 tuổi, là ứng cử viên của đảng cầm quyền Mexico Morena, hiện nay đang nhận được 55% sự ủng hộ từ cử tri, tức là dẫn đầu. Còn đối thủ chính của bà là nữ thượng nghị sĩ đối lập Xochitl Gavel, cũng 61 tuổi, thì giành được 33% ủng hộ. Và bà Gavel thì có nguồn gốc là người bản địa và lại đại diện cho liên minh phe đối lập ở Mexico. Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống nam duy nhất trẻ hơn, năm nay 18 tuổi, thì lại đang bị tụt lại với khoảng cách bỏ khá xa khi mà chỉ được có 12% ủng hộ của cử tri. Và sự nổi tiếng của bà Sheinbaum, người đang dẫn đầu hiện nay, thì phần lớn nhờ vào sự ủng hộ của đương kim tổng thống López Obrador. Ông Rado thì cũng rất được lòng cử tri và hiện nay nhận được sự ủng hộ tới 60%. Nhưng mà ông lại không được phép làm tổng thống tiếp bởi vì theo quy định ở Mexico thì tổng thống chỉ được phép làm có một nhiệm kỳ. Và các chuyên gia nhận định như vậy Mexico là chuẩn bị chứng kiến một sự thay đổi lớn, đó là một nữ tổng thống lên cầm quyền thì được cho là sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ ở nước này trong phát triển kinh tế cũng như xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, tân tổng thống Mexico sẽ phải đối mặt với một loạt những cái thách thức như là kiểm soát di cư hay là xử lý mối quan hệ với Mỹ và giải quyết cái vấn đề tội phạm băng đảng đã khiến cho hơn 450.000 người thiệt mạng cùng hàng chục nghìn người mất tích kể từ năm 2006 đến nay. Chúng ta không biết ai sẽ là tổng thống và sau ngày 2 tháng 6, nhưng chúng ta biết chắc đó là một phụ nữ và đó sẽ là một người 61 tuổi. Vâng, bởi vì cả hai người phụ nữ này đều 61 tuổi, đều cao tuổi. Vâng. Và kính thưa quý vị, thông tin cuối cùng đó là thông tin về việc tổng thống Pháp sau khi đã viếng thăm đảo quốc New Caledonia để đối phó với những vụ bạo loạn tại đây thì ông đã cử thêm lực lượng an ninh đến đảo quốc này. Theo hãng tin AFP thì nâng tổng số lực lượng an ninh đang có mặt tại New Caledonia lên thành 3.500 người. Và ngoài ra thì vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, 28 tây tháng 5,
Tổng thống Pháp cũng đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nhằm mở đường cho những cuộc đối thoại với người dân tại quốc đảo này, trong khi lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng thì vẫn tiếp tục được áp dụng và các sân bay quốc tế sẽ được mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 2 tháng 6, có nghĩa là vào ngày Chủ nhật tuần tới. Lý do bạo động đã xảy ra tại New Caledonia là bởi vì Quốc hội Pháp vào ngày 14 tháng 5 đã thông báo những thay đổi trong chiến dịch bầu cử, qua đó cho phép cư dân sinh sống khoảng 10 năm tại New Caledonia có quyền đi bầu, và điều này đã khiến cho người bản địa là cộng đồng người Kainai cảm thấy tức giận. Và đây là một cộng đồng chiếm đến 40% dân số tại New Caledonia. Và nếu những ai sinh sống trên 10 năm có quyền đi bầu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cộng đồng bản địa này. Và vì vậy, các cuộc nổi loạn đã liên tục diễn ra từ thời điểm đó. Nước Úc của chúng ta cũng đã gặp nhiều khó khăn khi hơn 300 công dân Úc đã có mặt du lịch tại New Caledonia sau khi xảy ra bạo loạn. Và chính vì vậy, chính quyền lao động của Thủ tướng Albanese đã phải điều 3 chiếc máy bay để đưa công dân Úc hồi hương một cách an toàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoa một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoa xin trân trọng, kính chào.